Và sau đây mời quý vị bước vào phần tin Việt Nam và cộng đồng. Kính thưa quý vị, để biết rằng hiện nay thì Việt Nam đang trong thế kẹt trước cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine. Nhà cầm quyền tại Việt Nam cho tới nay vẫn chưa đưa ra quan điểm rõ ràng trước cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine điều này là do cộng sản việt nam có quan hệ an ninh chặt chẽ với cả moscow và những quốc gia phương tây phản đối cuộc chiến tranh này việt nam phụ thuộc khá nhiều vào mối quan hệ ngày càng được cải thiện với các quốc gia phương tây đặc biệt là hoa kỳ để phát triển nền kinh tế cũng như bảo đảm an ninh quốc gia trước những nguy cơ về vấn đề chủ quyền biển đảo từ phía trung cộng trước bối cảnh Washington và các quốc gia châu Âu tích cực thành lập một khối liên minh thống nhất nhằm phối hợp các biện pháp trừng phạt và đáp trả chống lại nước Nga. Hà Nội chịu áp lực buộc nhà cầm quyền ít nhất phải lên tiếng ủng hộ việc phương Tây lên án Moscow xâm lăng vào một quốc gia dân chủ. Mặt khác, Nga được cho là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Việt Nam tính cho đến năm 2018 và vẫn là một đối tác thương mại quan trọng. Nga đã trở thành đối tác chiến lược đầu tiên của Việt Nam và cho đến nay là một trong ba đối tác chiến lược toàn diện của nước này cùng với Trung Cộng và Ấn Độ. Kính thưa quý vị, Hoa Kỳ rất có thể sẽ sử dụng thời điểm khủng hoảng này để gây áp lực buộc cho Hà Nội phải ngừng nhập vũ khí quân sự đến từ Nga và chuyển sang mua bán với Hoa Kỳ. Ông Lê Hồng Hiệp là thành viên cao cấp của chương trình nghiên cứu Việt Nam của Viện ICS Yusuf Isaac cho biết. Cộng sản Việt Nam có thể sẽ giữ lập trường trung lập về vấn đề này để tránh làm tổn thương mối quan hệ của mình với cả Nga cũng như các nước phương Tây. Và kính thưa quý vị, đại diện nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam lo ngại tình hình xung đột quân sự tại Ukraine. Vẫn tin từ Việt Nam. Tờ báo Pháp luật ngày 2 tháng 3 năm 2022 loan tin tại phiên họp đặc biệt khẩn cấp lần thứ 11 của Đại hội đồng Liên hiệp quốc vào ngày 1 tháng 3 theo giờ địa phương, ông Đặng Hoàng Giang, là trưởng phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, đã phát biểu quan điểm của nhà cầm quyền về tình hình tại Ukraine. Ông Giang nói rằng, những hành động đe dọa nghiêm trọng hòa bình quốc tế, an ninh người dân và sự phát triển quốc gia là không phù hợp với hiến chương cơ bản của Liên Hiệp Quốc. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam cho rằng, mọi tranh chấp quốc tế cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình theo luật của quốc tế và hiến trương Liên Hiệp Quốc, không được can thiệp vào nội bộ của các quốc gia và không đe dọa hoặc là sử dụng vũ lực. Vì vậy, nhà cầm quyền đang rất lo ngại về tình hình xung đột vũ trang đang xảy ra tại Ukraine, một quốc gia có chủ quyền và là thành viên của Liên Hiệp Quốc. Mà trước đó, kính thưa quý vị, Việt Nam cũng như là các nước khối ASEAN đã ra những tuyên bố chung. Nhà cầm quyền cho rằng Điều cấp bách hiện tại đó là nên kiềm chế vũ lực cũng như chấm dứt việc sử dụng vũ lực. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam kêu gọi các liên các bên có liên quan giảm căng thẳng leo thang, nối lại các kênh đàm phán, tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia. Nhà cầm quyền kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ và tạo thuận lợi cho các cuộc đối thoại giữa đôi bên. Mà kính thưa quý vị, thêm một người bất đồng chính kiến đã bị công an cộng sản tại Sài Gòn bắt giữ. Đây là tin tư Sài Gòn. Vào sáng ngày 1 tháng 3 năm 2022, cơ quan an ninh điều tra công an cộng sản tại Sài Gòn đã vào nhà khám xét bắt giữ ông Trần Văn Bang, hay còn gọi là Trần Bang, 61 tuổi, một người bất đồng chính kiến được nhiều người biết đến với cáo buộc làm tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trước đó, vào ngày 24 tháng 11 năm 2021, an ninh điều tra đã quyết định khởi tố vụ án, triệu tập ông Bang lên làm việc. Tuy nhiên, lúc này do sức khỏe của ông Bang không được tốt, cho nên ông từ chối lên làm việc. Cho đến sáng ngày 1 tháng 3, thì an ninh đã ập vào và bắt ông Bang mà không có bất kỳ người thân nào ở nhà để chứng kiến. Vẫn theo lời của An Ninh thì ông Bang đã có hành vi tàn trữ, soạn thảo, đăng tải và phát tán ở trên mạng Internet các bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc, phỉ bán nhà cầm quyền, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại Sài Gòn. Chứng cứ mà an ninh thu hồi được đó là vài cuốn sách có liên quan đến chính trị và một số bài viết mà ông Bang chia sẻ lại trên trang mạng Facebook mang tên Trần Bang. Được biết, ông Bang là một kỹ sư xây dựng. Ông cũng từng là sĩ quan quân đội chiến đấu chống quân xâm lăng Bắc Kinh ở biên giới phía Bắc năm 1979. Và nhiều năm qua, ông nhiệt tình tham gia vào các cuộc biểu tình chống Trung Cộng tại Sài Gòn. Và kính thưa quý vị, lô lúa mì miễn thuế đầu tiên từ Hoa Kỳ nhập cảng Việt Nam sau các cuộc đàm phán hiệu quả với Hoa Kỳ vào năm ngoái năm 2021, thì nhà cầm quyền Việt Nam đã công bố loại bỏ 3% thuế nhập cảng lúa mì của Hoa Kỳ vào ngày 30 tháng 12 năm 2021. Vào ngày 6 tháng 2 năm 2022, lô hàng lúa mì đầu tiên của Hoa Kỳ được mua với thuế xuất 0% đã đến cảng Sài Gòn, chở hơn 68.350 tấn lúa mì xuân đỏ cứng còn gọi là hard red spring và trắng mềm hay là soft white được trồng ở tây bắc Thái Bình Dương và vùng bình nguyên bắc Mỹ. Ông Robert Hansen là tham tán nông nghiệp và dịch vụ nông nghiệp ngoại quốc của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ USDA tại tại tòa đại sứ Hà Nội cho biết với việc thuế nhập cảnh giảm xuống còn là 0% người mua Việt Nam sẽ tiết kiệm được gần 1 triệu Mỹ Kim, chỉ tính riêng cho chuyến tàu chở lúa mì nhập cảng từ Hoa Kỳ này. Ông Vince Peterson, là Chủ tịch Hiệp hội Lúa mì Hoa Kỳ USW cho biết, Sở Nông nghiệp Ngoại quốc đã làm việc chăm chỉ để cắt bỏ rào cản cho mặt hàng lúa mì Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ông nói thêm, Việt Nam lần đầu tiên giảm thuế nhập cảng lúa mì của Hoa Kỳ từ 5% xuống 3% vào tháng 7 năm 2020. Các cuộc đàm phán tiếp tục được diễn ra cho đến khi Việt Nam công bố nghị định cuối cùng với USDA và bà Catherine Tai là đại diện thương mại Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2021 cho rằng thuế sẽ chính thức được xóa bỏ. Kính thưa quý vị, Việt Nam nhập cảng trung bình khoảng 4 triệu tấn lúa mì từ các quốc gia khác mỗi năm. Ông Peterson cho biết việc loại bỏ thuế nhập cảnh lúa mì của Hoa Kỳ đến vào một thời điểm thích hợp đối với Việt Nam do giá lúa mì của Hoa Kỳ và toàn cầu đang trên đà gia tăng. Và bên cạnh đó thì CDC khuyến cáo người dân không nên du lịch đến Việt Nam. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hoa Kỳ CDC khuyến cáo người dân Hoa Kỳ không nên du lịch đến Việt Nam chỉ vài tuần Trước khi quốc gia này bắt đầu mở cửa trở lại hoạt động du lịch. Cơ quan này xếp hạng Việt Nam là điểm đến cấp độ 4, tức là điểm có nguy cơ lây lan COVID-19 rất cao và yêu cầu người dân Hoa Kỳ tránh đến quốc gia này. Sự thay đổi này nằm trong bản cập nhật mới nhất của danh sách địa điểm du lịch được khuyến cáo mức độ rủi ro cao được CDC đánh giá lại mỗi tuần khuyến cáo đối với Việt Nam được đưa ra chỉ vài tuần trước khi nước này đưa ra kế hoạch mở cửa biên giới cho du khách vào ngày 15 tháng 3, sớm hơn ngày dự trù ban đầu 3 tháng. CDC phân loại các điểm đến là cấp độ 4 nếu những điểm đến đó ghi nhận hơn 500 trường hợp lây nhiễm COVID-19 trong vòng 28 ngày trên 100.000 người dân. Hiện tại thì có hơn 130 điểm đến được liệt vào danh sách cấp độ 4 bao gồm một số điểm du lịch nổi tiếng nhất như Mexico, Canada, Aruba, Tây Ban Nha, Ý và Pháp. Hiện tại thì Việt Nam đang ghi nhận sự gia tăng đột biến về số ca nhiễm COVID-19 với hơn 95.000 ca nhiễm mới mỗi ngày. Quyết định mở cửa trở lại của Việt Nam được đưa ra khi một số quốc gia lân cận khác bắt đầu chào đón du khách Hoa Kỳ. Và vào tháng trước, Điểm đến du lịch nổi tiếng đó là Bali đã mở cửa trở lại cho khách du lịch. Và Philippines cũng đã mở cửa trở lại cho du khách đã chích ngừa đầy đủ. Khuyến cáo mới đây của CDC được đưa ra vài ngày sau khi cơ quan này quyết định nới lỏng các khuyến nghị về đeo khẩu trang ở nhiều vùng tại Hoa Kỳ. Và một lần nữa sau đây là những thông tin thương mại, Diễm Ly sẽ trở lại ngay với tin văn nghệ và đời sống.